Dạ vâng, em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng quý chị quý hàng đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo chuẩn bị báo giá chi tiết ngày hôm nay ạ. Và mới nhất trong ngày hôm nay, em Thảo xin phép được đi giới thiệu cho anh chị bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Chevrolet Vivan và có lòng suất là 2009, phiên bản số tự động. Em mang trên mình sơn xi màu vàng cát và em mang biển số xe Hà Nội quý vị nhé, 30G85116. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị đến ngay siêu thị ô tô Cũ Nghiên, địa chỉ bên em có tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục năm cũ hướng lội xuôi về Hải Phòng ạ. Và anh chị mới vào xem video của em Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em Thảo bằng cách cho em xin lần like, đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà hàng ngày em Thảo đưa lên quý vị nhé. Với mẫu xe Chevrolet Vivan này sản xuất 2009 quý vị nhá. Em xin lỗi ạ, sản xuất 2009, phiên bản số tự động. Và với mức giá bên em Thảo đang chào bán chỉ có 175 triệu đồng quý vị nhá. 175 triệu đồng là quý vị quý chị đang sở hữu ngay cho gia đình nhà mình một mẫu xe Chevrolet Vivan trang bị hộp số tự động thì đi quá là nhàn. Đăng ký 7 chỗ ngồi quý vị nhá. Em sẽ đi một vòng thân vỏ cho anh chị xem này. Thân vỏ thì không có xước sát hay là bong chóc sơn. Đó, thân vỏ còn rất là bóng mượt luôn. Lốp dép còn khá là dày đấy ạ. Đó, 175 triệu đồng. Giá trên em sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc nhá. Anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp em Thảo ạ. Và kết nối Zalo của em nhá, để em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh chị và các bạn ạ. Đó, nội thất chiếc xe này rất là tươi luôn. Ngoại thất thì không phải bàn rồi. Ngoại thất không có xước sát hay bong chóc sơn gì nha chị nhá. À, bây giờ hãy cùng em Thảo tiến về bên trong. Nội thất của chiếc xe này, đây là toàn bộ phần nội thất này. Đó, nội thất của xe bọc ghế da màu kem, trần lì với chị nhá. Trần lì nguyên bản theo xe này. Trần lì nguyên bản theo xe. Vô lăng ba chấu này. Đăng ký 7 chỗ ngoài ngồi rất là rộng rãi luôn. Và với mức giá chỉ có 175 triệu đồng. Đó, thế là phần tăng đi cánh cửa đấy ạ. Keo chỉ này. Rất là tuyệt luôn. Đây, lỗ thất ghế da đằng sau đấy ạ. Đó, lỗ thất ghế da đằng sau. Đăng ký 7 số ngồi rất là rộng luôn, rất hợp với gia đình làm anh chị, gia đình có nhiều người ấy, thì mua chiếc xe này rất hợp lý nhá. Và với mức giá chỉ có 175 triệu đồng. Để tiến về phần cốp chiếc xe này. Đây ạ, cô xe này chị nhá. Đăng ký 7 số ngồi đi rất là rộng rãi rồi. Máng nước này, đèn hậu đấy ạ. Đèn ốc của Lacabu này vẫn còn rất là zin, zin tuyệt đối luôn. Đó, 175 triệu đồng cho một mẫu xe đăng ký 7 số ngồi thì quá là rẻ luôn. Mà trang bị hộp số tự động thì đi rất là nhàn rồi, đi rất là hàn nhàn quý vị nhá. Đó, anh chị đi mua về chạy dịch vụ đưa đón con cái đi học thì quá hợp lý luôn. Không lo trời mưa, trời nắng hay trời rét gì cả. Bây giờ hãy cùng em tiến lên bên trong. Em sẽ nổ máy lên và thử mọi chức năng của chiếc xe cho anh chị và quan tham khảo ạ. Dạ vâng, em đang ngồi bên trong của chiếc xe Chevrolet Vivan sản xuất 2009, phiên bản số tự động quý vị nhé. Phiên bản số tự động này, máy số thì rất là zin luôn. Còi đấy ạ, em đã lổ máy rồi. Trong xe không rung nắp hay là có vấn đề gì nào với chị nhá. Điều hòa automat này, điều hòa rất là mát luôn. Đó, cực kỳ là ok anh chị nhá. Các nút kính chỉnh điện đấy ạ. Điều hoạt động rất bình thường, không có vấn đề nào nhỏ ra luôn nha chị nhá. Không vấn đề nào. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe Chevrolet Vivan này thì nhanh tay liên hệ trực tiếp Thảo nhé. Với mức giá chỉ có 175 triệu đồng thôi. Đó, xe rất là tuyệt vời luôn. Trang bị hộp số di động, đăng ký 7 chỗ ngồi. Rất là ok luôn ạ.
Dạ vâng, và vừa rồi em Thảo đã quay chi tiết cho anh chị và bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Một mẫu xe Chevrolet Vivan có năm sản xuất là 2009, phiên bản số tự động, đăng ký 7 chỗ ngồi. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị đến ngay siêu thị ô tô Cũng Nhiên, địa chỉ bên em có tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục Lâm Cũ hướng lội xuôi về Hải Phòng ạ. Và anh chị là mới vào xem video clip Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em Thảo bằng cách cho em xin được like, đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà hàng ngày em Thảo sẽ đưa lên quý vị nhé. Sau đây em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị, anh chị ở video sau ạ. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.